mẹ từng tè cho bóng phai nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao trang kinh trang rô bó mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khăn khót cầu tam trông khai lu bên lu bờ em bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liêng cần ai tình nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thâu nóng nơ toàn ba má chóc lầu trong muôn tang trầm trong phùa mía mơ mi lu mi tàu to cần
ơn trân trọng và kính mến một lần nữa sẽ được thay mặt gia đình cũng như được gửi lời cho cô dâu và chú rể. Trước đây chân thành cảm ơn quý quan khách đã không quản ngại đường xa xa xôi, bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình cùng trở về đây tham dự buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, theo như đồng hồ của ban tổ chức chúng tôi đã chỉ 19 giờ. Vậy đến giờ cô dâu và chú rể ra mặt toàn viên hai họ. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể Bá Đạt sánh duyên cùng với cô dâu Ánh Chiêng sẽ cùng tay trong tay bước lên đĩa đài đăng quang hạnh phúc của mình nhé. Xin được trân trọng và kính mời ạ. Xin mời chú rể quý vị, hội hôn chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía ngoài cổng huân trường để cùng chào đón xe diện của cô dâu và chú rể và cùng nhau nổ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón xe diện của chú rể Bá Đạt sánh duyên cùng với cô dâu Ánh Chiêng. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt quý vị ơi. Của cô dâu và chú rể và hai bên gia đình của chúng ta ngày hôm nay đi ạ. Một tràng vỗ tay thật đồng nhiệt, thật rộn ràng không quý vị ơi. Lại được trở về với miền quê hương thân thương và chiều mến cùng ban tổ chức long trọng đoàn báo kín vui chương trình đại lễ thành hôn, hôn lễ của chú rể Bá Đạt sánh duyên cùng với cô dâu Ánh Chiêng xin được trinh trọng tuyên bố chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật đồng nhiệt quý vị ơi. Chọn nghĩa vợ chồng, nhấn là kỷ vật tơ hồng trao tay chứng minh đôi bạn từ nay cùng chung ý nguyện đắp xây gia đình. Và theo người chương trình xong buổi tối hạnh phúc ngày hôm nay xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói đến rằng ngày hôm nay hai bạn sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kém ai nồng sao. Trường cưới chúng ta sẽ nổ một tràng vỗ tay thật đồng nhiệt, thật tỏa tán nữa để cùng chúc mừng cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay được không ạ? Tốt mới sầm giòn tương mái pin nong ơi. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn cô dâu và chú rể. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng xuống phía dưới để tới từng bàn tiệc để chúc rượu quý quan khách đi ạ.